Khải cũng hôm nay chị của mình không tới, thì ra Khải là trợ lý của chị Thảo Tâm. Nhưng mà hôm nay được quay trở lại, được gặp mọi người ở đây thì không em thật sự rất là vui hạnh phúc khi mà ngày hôm nay em bất ngờ một cái đó là mình là một người khi mà đi xét với mọi người ở đây có rất nhiều kỷ niệm, và khi được chứng kiến là bằng mắt thật của mình ở hiện trường mình xem, thì ngày hôm nay qua những thứ về hình ảnh, về âm thanh, về kỹ xảo, về tạo hình và nội dung, thực sự là em cảm thấy em bị bỏ lỡ rất nhiều lần. Cũng em đếm, nếu mà em đếm miệng thì cũng chắc cỡ 10 lần ấy, tại vì nó vừa cảm xúc, nó vừa ùa về, là kiểu phim này cho mình cái nhịp điệu, cảm thấy là mình wow, thực sự quá quá tuyệt vời luôn. Đó là cảm xúc của em là bản thân một khán giả xem phim. Dạ, chúc mừng em. Cảm ơn Khải là cùng đồng hành với đoàn phim, và bữa nay có những cảm xúc rất đặc biệt. Anh Sơn có một lời nào nói với bạn? Thật ra là những gì em nói, anh làm cho anh nhớ lại rằng là không biết mình nói có nhỏ Khải ở trên trường quay á, thật ra là một người rất là ít nói. Thật sự hôm nay anh mới nghe nói nhiều như vậy, anh xin lỗi lúc đầu anh còn hơi quên nữa. Nhưng mà đó, nói xong là cảm giác nó ùa về từng cái mưa bùn, rồi là những lúc mà em núp ở dưới một cái dù 4 người để